Ok, Đu xin chào quý vị và các bác nhé. Thì hôm trước mình có làm video về cách làm lưới câu cá tráp ấy. Thì có một số bạn nhắn tin trên Zalo cho mình hỏi về cách buộc mồi giả như nào, cũng như là buộc có linh hoặc lưỡi đơn. Thì cũng có rất nhiều bạn hỏi nên là hôm nay mình xin chia sẻ. Hay thì mình chia sẻ là cách mình thường dùng nhất thôi, mà dễ dàng và nhanh chóng nhất về cách buộc linh cũng như là buộc mồi giả, buộc trực tiếp dây vào mồi giả nhé. Dành dừng cho bác nào dây dùng dây leader. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cái cách buộc về khóa linh này nhé. Đây là một cái khóa linh. Đó, hai người trong miền Nam hay gọi là ma ní. Thì nó có một lỗ này để chúng ta xuyên dây này, một lỗ này để chúng ta kẹp mồi giả hay là mắc vào cái gì đó. Đó. Và chúng ta kẹp này, ấn như này xuống là nó chắc. Đó, thì bây giờ mình xin chia sẻ cách buộc đầu tiên nhé. Các bác có thể nhìn thấy, đầu tiên là chúng ta gấp hai cái dây này lại này. Gấp cái dây này thành một thành thế này. Đó, các bác hình dung chưa ạ? Rồi các bác xuyên qua lỗ nhé. Xuyên qua lỗ này. Đó. Các bác hình dung chưa ạ? Đó. Rồi các bác quấn một vòng. Đó, như này nhé. Các bác quấn một vòng này. Thành như là chúng ta buộc ấy, nhưng buộc bình thường không? Đó. Quấn một vòng như này nhé. Đó. Các bác có thể nhìn thấy này. Đó, buộc quấn như này nhá. Và chúng ta lại quấn một vòng xuyên qua, lấy cái ma ní này xuyên qua. Đó. Xuyên qua cái này. Rồi ta chúng ta cầm cả hai đầu dây, chúng ta kéo. Đó. Kéo sao cầm chặt thì chúng ta cầm đầu dây còn lại chúng ta kéo. Kéo thật chặt vào. Đó. Ngay nè. Đó. Các bác sẽ ra được một cái một câu như này. Các bác nhìn thấy rất chắc chắn. Rồi chúng ta dùng kìm chúng ta cắt đầu thừa đi thôi. Đó. Đấy, đó là một cách nhá. Thì chúng ta mắc vào mồi giả. Đó, đây là mồi giả này. Mồi giả này bên mình đang bán là 50.000 một con nhá. Đó, mồi cá này chạy từng lửng. Đó, có khóa linh thì chúng ta mắc vào mồi giả ở đây. Đó. Đó, nhìn thấy. Đó. Nó thành như này. Thì thôi, rất đơn giản. Thì chúng ta muốn thay mồi khác thì chúng ta tháo khóa linh ra. Chúng thay. Đó. Đó là các bác, đối với các bác là có khóa linh rồi nhá. Còn trường hợp là các bác không có khóa linh ạ, thì các bác buộc trực tiếp vào dây ấy. Thì như con này chẳng hạn. Cá sắt này, câu cần đáy. Con này thì đặc biệt là cũng khá là nhạy nhé. Đó. Cá này. Thì các bác thường buộc là lưỡi số 3 này thì chắc chuyển động của con cá nó thật hơn và nó tốt hơn. Đây, chúng ta đầu dây chúng ta quần thành vòng tròn này. Cận vòng tròn. Chia lên. Rồi chúng ta buộc ấy, như buộc bình thường thôi. Ok nha các bác. Đó, bác buộc vừa như này. Rồi các bác đầu còn lại ấy, thì chúng ta xuyên vào cái lỗ này này. Đó, xuyên qua lỗ này. Chúng ta xuyên ngược lại. Xuyên ngược lại với cái thế này. Đó, chúng các bác căn vừa tầm 1.5 phân nhé. Để đây là 1.5 phân nhé. Ngắn thôi, không còn nhiều đâu. Chúng ta quấn cái đầu dây này. Hai đầu dây chúng ta quấn lại với nhau. Tầm 3-4 vòng. Các bác đó, còn 3-4 vòng. Chúng các bác giữ tay vào cái lỗ tròn này nhá. Rồi chúng ta xuyên lại vào cái lỗ đấy. Đấy, các bác nhìn không? Mình xuyên lại ở lỗ đấy. Ok. Các bác chỉnh sao tầm 1.5 đến 2 phân đi nhá. Đó. Các bác cầm cả hai đầu dây các bác rút. Từ thôi. Rút nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu chúng ta mới dùng lực chúng ta rút mạnh vào. Cẩn thận nhá, lưỡi này. Chúng ta cầm tay chúng ta rút này. Đó. Đó, nó sẽ chắc chắn. Ok, rồi chúng ta cắt đầu thừa đi. Đó. Chị bác, bây giờ chúng ta sẽ được như thế này. Dây như này. Ok nha các bác. Rất chắc chắn luôn. Mà buộc như này thì con cá sẽ linh động được. Đó, sẽ linh động được nên là cá tạo action này, tạo chuyển động ấy. Rất tốt nhé, thu hút rất con cá nha các bác. Ok nha các bác.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu chia sẻ cho các bác cách buộc lưỡi lưỡi đơn nhá. Đơn bị ạt cũng có bác hỏi buộc nào cho tốt nhất. Và cách này là cách tốt nhất và cách dễ nhất mà nhiều bác đã chia sẻ rồi đó. Các bác chỉ cần để như này nhá. Đó, các bác hình dung chưa? Tay này nhá. Để như này. Các bác quấn. Các quấn. Các bác để thằng lòng này, các bác quấn, quấn nhiều vòng vào. Quấn đè lên cái dây dây trục này nhá các bác. Đó, các bác dùng này. Các quấn này. Quấn thật nhiều vòng vào. Đó, các bác quấn tầm 5 đến 6 vòng nhá. Đừng để cho nó trượt ra nhá các bác. Đó. Các bác hình dung được, bác quấn như này nhá, để một thò lầu như này. Thừa ra một tí rồi. Rồi bác dùng cái dây này. Chúng ta nhét vào đây. Nhét qua xuyên qua lỗ ấy. Đó. Duyên lỗ rồi, bác các bác xiên này đúng không? Rồi bác lấy cái đầu còn lại này cho bác kéo dần. Kéo dần. Kéo dần cho nó chắc thôi, chắc chắn thôi. Đó, các bác cầm này, các bác kéo. Ok chưa? Ok nhá. Cái lưới to thì các bác quấn càng nhiều vòng càng tốt, từ 7 vòng trở lên nhá. Đó. Mở quá. Đó, nó sẽ thành như thế này nha các bác. Các bác hình dung không? Nó sẽ thành cột như này. Đó, rất chắc chắn luôn, không ra được. Đó. Chúng ta cắt hoặc chúng ta hơ lửa nhá. Hơ lửa đầu này cho nó gọn nhá. Đó. Ok, đó, đây một cái lưỡi đơn. Đó, thì đây là chia sẻ về một số cách quấn lưỡi câu đơn cũng như là lưỡi mồi giả hoặc là man lý. Một cách đơn giản cho các bác dùng. Đó, cho các bạn. Thì bạn nào quan tâm thì có thể chia sẻ đến những người nào chưa biết nhé các bác. Đó, thì bên mình cũng đang bán cái sản phẩm mồi giả này là 50.000 một con nhé. 5.000 con thôi, đồng giá 50.000 một con. Mồi câu cá thìa nhá, à mồi câu cá chuối nhá, mồi thìa. Đó, mồi này có 3.000 con thôi.